Dạ, sa thú kính cảm ơn sư Rạng Đông. Dạ, Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Con kính lĩnh lễ Đức Phật, con kính lĩnh lễ giáo pháp, con kính lĩnh lễ Đức Tăng. Con kính lĩnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức. Con kính lĩnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh. Kính chào, kính lễ quý cô tu nữ. Kính chào quý Phật tử. Trong rung con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 366. Áp bá la bồ bí chê bích khú xá la bằng nhà tý mình nhà tý tăng quê đê qua phá sằng sành tý suốt tha chi viêm á tăng lý tăng. Áp bá la bồ bí chê bích khú xá la bằng nhà tý mình nhà tý tăng quê đề hòa phá sằng sàn tý xuất tha chi quyên á tăng đi tăng. Tỷ kheo giàu được ít không khi điều mình được sống thanh tịnh không nhát chư thiên khen vị này. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Giàu được chút ít vật thôi hằng luôn biết đủ quý người trọng ân tỳ kheo chánh mạng nuôi thân chư thiên ái kính xa gần tán dương. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Và Cẩm Vân đã ôn bài xong, mến mời bàn tay của chị Lạc Lê. Dạ Nam mô Bố giá, Nam mô Tham Ma giá, dạ Nam mô Sang Kha giá. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh và con kính đảnh lễ Chư Đại Đức Tăng với cô tu nữ. Mến chào tất cả Phật tử. Dạ, cảm ơn chị Cẩm Vân và dạ, cảm ơn Rằng Đông. Con xin đọc câu pháp cú số 366. Dạ. Áp phá la bồ bí chê bích khú xa la văn na ti mạnh nhà ti tăng về đề qua ba sằng sằng tí su thà chi văn áp tầng đi tầng áp ba là phổ bi chế bi khu xa là văn na na ti mạnh nhà tí tầng về đề qua ba sằng sằng tí su thà chi văn á tầng đi tầng. Dạ à, con tỳ tỳ kheo giàu được ít dẫu giàu được ít không khi điều mình được sống thanh tịnh không nhát chư thiên khang vị này. Dạ bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu. Giàu 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 được dạ chạy giàu được chút vật thôi hằng luôn biết đủ quý người trọng ân tỳ kheo chánh mạng nuôi thân chư thiên ái kính xa gần tán dương. Và dạ, đó là của bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Phổ thơ a la bồ bì xê bình khu xa la bần na tì mạnh nha tì tăng quê đê quang bà xăm xăng tì xuất tha chi quăng à tăng đi tăng. Dạ con đã đọc xong, con kính mời quý vị. Sa thu sa thu lành thầy xin đặt lễ. Ủa
Nay chú thấy Nguyễn Tịnh giơ tay mà dắt bỏ chú rồi. Chú đọc tiếng hả? À? Cảm ơn Nguyễn Tịnh. À, Nam mô Phật Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Kha Gia, kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Đại Đức Minh Hạnh, kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room. Dạ, con xin được kể trình pháp cú số 366. Dạ, cảm ơn sư đẳng đồng Nguyễn Tịnh cho biết nghe rõ. Cảm ơn sư đại nhiệt tình. Appalapopi je bhikkhu salapang nati manyati tang ve deva pasang santi sutta chiwin atan di tang. Tỳ kheo giàu được ít không khi điều, mình được sống thanh tịnh không nhác, chư thiên khen vị này. Bản dịch của ngài Minh Châu: giàu được chút ít vật thôi, hằng luôn biết đủ quý người trọng ân. Tỳ kheo tránh mạng nuôi thân, chư thiên ái kính xa gần tán dương. Nam mô Phật Thà Gia, con xin được xuống biết. À, mời Nguyên Tịnh đi nha. Dạ, sa thủ kính cảm ơn Nguyên Tịnh. Dạ, Nguyên Tịnh thiệu là chỉnh máy lại ngang. Dạ, cảm ơn Trần Đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Thì Nhật Quỳnh hôm nay thấy cô tu nữ tị duyên vào thì đã đi ra mục tiêu à. Dạ, hôm nay cô tu nữ thăm má cha rí có cầm mít được không cô? Nếu cô cầm mít được thì cô cho Nhật Quỳnh một bàn tay nha. Dạ, trong khi chờ đợi Nhật Quỳnh xin phép được ông mai trước ạ. À. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Ồ, Quang Thanh không nghe, Rạng Đông chát lên giùm, kêu Quang Thanh chạy ra ngoài rồi chạy chạy đi giùm Rạng Đông. Dạ, con xin ông bài Pháp Cú Kinh số 366. Appala po bi che bhikkhu sala phang na ti man nya ti tang ve dai wa ba sang san ti su a chi win a tan di tang. Appala po bi che bhikkhu sala phang na ti man nya ti tang ve dai wa ba sang san ti su a chi win a tan di tang. Tỳ kheo giàu được ít không khi điều mình được, sống thanh tịnh không nhác, chư thiên khen vị này. Nguyên Tịnh ơi, Nguyên Tịnh có nghe được chưa nha? À, nếu mà được thì đưa bàn tay lên Nhật Bình nhường mít nha Nguyên Tịnh. Appalapho thì chế phích khu xa la phăng na thì mạnh nha ti tàng vệ đi qua bà sang san ti sủa tha chi viên à tàn đi tăng. A pa la po bi che bhik khu sa la phang na ti man nha ti tang ve de wa ba sang san ti so tha chi win a tan di tang. Giàu được chút ít vật thôi, hàng luôn biết đủ quý người trọng ân, tỳ kheo chánh mạng nuôi thân, chư thiên ái kính xa gần tán dương. Và đây là bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức Nhục Bình Kinh Đạo Tràng. Và con thành kính đảnh lễ Đại Đức Minh Mẫn vừa quan lâm vào Đạo Tràng. Dạ,
Nguyên Tịnh ơi, Nguyên Tịnh thử mic lại nha, Nguyên Tịnh nha. Dạ, vậy là Nguyên Tịnh không có thử mic lại. Nguyên Tịnh, Quang Thanh có nghe được anh Thanh Nhật Quỳnh chưa? Quang Thanh, Quang Thanh có nghe được anh Thanh Nhật Quỳnh không? Có cầm mic được không? Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu, con ấy Nhật Quỳnh khóa sổ đó nghe. Có đại đức giảng sư vào rồi, là Nhật Quỳnh khóa sổ đó nghe. Nhanh lên, nhanh lên. Cũng không nghe được luôn hả? Dạ, Nhật Quỳnh thấy cô tu nữ Tây Viên vừa vào đạo tràng. Tâm An ơi, Tâm An có cầm mic được không? Tâm An ơi. Alo, alo. Dạ, cô Tây Viên có nghe được Nhật Quỳnh không? Dạ, mời Tâm An nha. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ chư tôn Đức Tăng Ni. Kính chào quý đạo hữu có mặt trong đạo tràng. Con xin đọc câu pháp cú số 366. Appala pho ti che phikkhu sala phang na ti man nya ti tang quê đề hòa ba sang san ti sút tha chi quỳnh a tần đi tăng. Appala pho ti che phikkhu sala phang Na ti man nha ti tăng quê đề hòa ba sang san ti sút tha chi quyền a tần đi tăng. Tỷ kheo giàu được ích không khi điều mình được, sống thanh tịnh không nhát, chư thi khen vị này. Giàu được chút ít vật thôi, hằng luôn biết đủ quý người trọng ân. Tỷ kheo chánh mạng nuôi thân, chư thiên ái kính xa gần tán dương. Đây là bản dịch phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con xin kể. Appa la pho bi che phích khu sa la phăng na ti man nha ti tăng quê đê hoa bà sang san ti sút ta quy chí huynh A tăng đi tăng. Rồi càng tiếp. Dạ. Mình kinh ngỡ mất là đạo tràng. Càng tiếp. Dạ, sa thủ kính cảm ơn. Thích Tâm An. Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, cảm ơn Sư Phong Nguyệt cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, một lần nữa, Nhật Quỳnh kính mời bằng tay quý vị nha. Còn vị nào đã chưa đưa tay thì xin mời bằng tay Nguyên Tịnh thử mít không. Hoàng Thanh lại không nghe, chạy ra nữa rồi. Nguyên Tịnh ơi, đâu mất tiêu rồi. Có thử mít không? Không ấy là Nhật Quỳnh khóa sổ nha quý vị. Dạ, quý vị nào còn chưa có kệ thì dạ, chưa có ông bài thì kính mời bằng tay. Dạ, vậy là con không thấy bằng tay của ai nữa. Dạ, Nhật Quỳnh sa thú kính cảm ơn Thích Tâm An. Cảm ơn Nguyên Tịnh, cảm ơn Quỳnh Quát Tha Na Mến, cảm ơn Thích Tâm Phương. Cảm ơn Rạng Đông và kính. Cảm ơn cô tu nữ Phúc Hạnh. Dạ, cảm ơn Châu Khoan cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, nhà Nguyên Tịnh trở lại máy rồi phải không? Bây giờ nghe được không? Nguyên Tịnh có Nhật Quỳnh, đồng hồ Nhật Quỳnh còn 2 phút nè. Rồi, mời Nguyên Tịnh nha. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, hên quá. Dạ, con kính tri ân đạo tràng, cho biết âm thanh rõ. Còn không biết sao máy con nó cứ bị vậy hoài, không hiểu nữa.
Dạ con xin phép con đọc câu pháp cú kinh con. Áp ba la bồ. Không phải, con xin đọc câu pháp cú kinh 366. Áp ba la bồ bi chề bi khu sa là bằng nhà tí mành nhá tí tăng quê đề quà ba sàng sàn tí su thà chi quỳnh a tàn đi tăng tỷ kheo giàu được ít không không khi điều không khi điều mình được sống thanh tịnh không nhát chư thiên khen vị này. À con học thiếu rồi, con xin lỗi đạo tràng. À, con phóng tâm quá. Tỷ kheo giàu được ít không khi điều mình được sống thanh tịnh không nhát chư thiên khen vị này của hòa thượng Thích Minh Châu. Giàu được hằng luôn biết đủ trọng ân mạng nuôi thân chư thiên thấy kính xa gần tán dương của hòa thượng giới đức. Dạ con thấy còn có bài giải pháp sướng. Dạ con kính tận chú Quát Tha Ná. À, xin Nhật Quỳnh con đạo tràng Nam Mô Bích Tha giá. Dạ, sa thủ, kính cảm ơn Nguyên Tịnh. Nhật Quỳnh thấy Nguyên Tịnh lu bu quá, chứ không thì Nhật Quỳnh mời Nguyên Tịnh thỉnh Pháp Sư luôn rồi. Sợ Nguyên Tịnh nãy giờ mặc lu bu mãi không có chuẩn bị, không có mời. Nhưng ấy là mời luôn, dạ, chẳng cầm bích sau cùng là mời luôn. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy á. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Nhật Quỳnh, kính chào Đạo Tràng và kính cảm ơn tất cả quý vị đã đưa bàn tay lên ôn bài học ngày hôm nay. Dạ. Bởi vì nên rất là thương Nguyên Tịnh. Dạ, Nam Mô Bích Hà giá. Dạ, bây giờ thì đạo tràng chúng ta đã đến giờ học bài mới, câu pháp cú kinh số 367. Dạ, cảm ơn Nguyên Bách Hà Ná đã cho bài học. Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh, cung thỉnh Pháp Sư trước khi chúng ta được Đại Đức minh mẫn giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Sam Ma Sambuddha Sa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Sam Ma Sambuddha Sa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luống chờ trời lỗ mọc đặng nhờ ánh sáng trổ hoa lành đại tạng mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi quyết làm mở đạo dạy đời nhắm vườn lộc giả ngày dời chân sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thính giữ pháp từ đó là nhóm Kiều Trần Như được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp ma 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng chăng thối không mòn những điều lợi ích thần còn lâu năm cả tam giới thừa ân phổ cập ma đám mưa lành rơi khắp thế gian bởi nhân cơ tính rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nam mô Bích Hai giá và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung đại đức minh mẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học bài ngày hôm nay câu pháp kinh 367 từ vựng duyên sự và ý nghĩa của câu này. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ con kính dâng mít đến sư ạ. À. Sa thú lành thai kính tri ân Xích Nhật Quỳnh.
room là chúng tôi phải chịu khó chỉnh hai lần. Rồi chắc giờ nghe ok rồi. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh. Cùng chư tôn Đức Tăng hiện diện. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, thân chư Phật tử. Hôm nay chúng ta tiếp tục học đến câu kệ Pháp Cú số 367. Chúng tôi xin được đọc qua câu kệ này hai lần, rồi sau đó chúng ta cùng nhau bước vào phần tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi. Câu Pháp Cú số 367 có 4 đoạn. Đoạn thứ nhất. Sabbaso nama rupasmin. Sabbaso nama rupasmin. Đoạn thứ hai. Yasanatthi mamajitang. Yasanatthi mamajitang. Đoạn thứ ba. Asatta chanaso chati. Asatta chanaso chati. Đoạn thứ tư. Sa we fiku tiwuchati. Sa we fiku tiwuchati. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ này. Ở trong đoạn thứ nhất chúng ta thấy gồm có hai từ từ đầu tiên, sabbaso. Đây là một trạng từ. Có nghĩa đó là toàn bộ, hết thảy. Từ thứ hai, nama rupasmin. Nama rupa chia theo cách thứ bảy. Thành ra nó có cái hình thức là asmin. Nama rupa đây cũng là một hợp từ, chúng ta tách ra nama cộng với là rupa. Nama dịch là danh, rupa dịch là sắc. Nama rupa là danh sắc hay là danh và sắc. Nama rupa danh sắc. Chúng ta bước sang đoạn thứ hai. Đoạn thứ hai chúng ta thấy gồm có ba từ từ đầu tiên yassa. Đây là một quan hệ đại danh từ. Yassa là của người nào hay là của ai? Từ thứ hai natthi đây là động từ. Có nghĩa là không có. Từ thứ ba mamajitang. Đây là một quá khứ phân từ mà trong trường hợp này trở thành là một cái danh từ, danh động từ. Mamajita là mamajati. Quá khứ phân từ của động từ mamajati. Mamajita là danh động từ. Có nghĩa là sự quyến luyến, sự yêu mến. Sự quyến luyến, sự yêu mến. Đoạn thứ ba chúng ta thấy gồm có bốn từ. Từ đầu tiên asatta. Asatta mà chia theo cách thứ năm. Năm là xuất xứ cách. Thành ra nó có cái hình thức là a. A âm hi. Asatta là một hợp từ, chúng ta tách ra a cộng với là satta. Thì cái từ satta ở đây đó, tiếng Anh họ dịch là being.
A là phủ định từ không, Sata là hiện hữu. Hay là tồn tại, ở trong tiếng Anh nó có cái từ là to be or not to be, hay là being or not being, là tồn tại hay không tồn tại, hiện hữu hay không hiện hữu. Bây giờ thì asatta đó là không hiện hữu. Từ thứ hai chá, đây là một liên từ có nghĩa là và. Từ thứ ba na là một phủ định từ có nghĩa là không. Từ cuối cùng so chá tí, đây là động từ. À, bà con chúng ta đã có học câu kệ là nay sầu đời sau sầu đó. À, thì xô chá tí đó có nghĩa là sầu muộn hay là sầu khổ. Chúng ta bước sang đoạn thứ tư. Đoạn thứ tư chúng ta thấy gồm có bốn từ. Từ đầu tiên xá, đây là một nhân xưng đại danh từ ngôi thứ ba số ít. Xá là người ấy. Xá nó giống, nó đồng nghĩa với chữ xô. Xá là người đó, vị đó, hay là người ấy, vị ấy. Chữ quê, đây là một cái bất biến từ khẳng định. À, có nghĩa là đúng vậy, thật vậy, quả vậy. Từ thứ ba phích khu tí là phích khu cộng với là ý tí. À, thì cái từ ý tí đó nó đi chung với cái động từ vú chá tí ở đằng sau. Phích khu, à, mình dịch âm là tỳ kheo, mình dịch nghĩa đó là khắc sĩ. Rồi mình dịch âm đi, hồi đó giờ mình quen cái từ dịch âm rồi, phích khu là tỳ khu hay tỳ kheo. Vút chá tí đó được gọi là y tí, vút chá tí được gọi là, hoặc là xứng gọi là. Ý tiêu của chất tiêu được gọi là. Rồi bây giờ chúng ta mới cùng nhau dịch văn xuôi nè. À, dịch văn xuôi đó thì không có giống như dịch văn kệ, xin thưa quý vị. Thành ra dịch văn xuôi đó là mình phải tìm chủ từ hoặc là trạng từ hoặc là bất biến quá khứ phân từ đó mình dịch trước. À, trong đoạn thứ 1, thứ 2 đó chúng ta thấy ma di tăng. À, đây là danh từ. Ma di tăng, sự yêu mến hay là sự quyến luyến giá xá của người nào? À, xin lỗi. Ma di tăng là sự yêu mến. Sapa nama rupasmin, toàn bộ danh sách hay là trong toàn bộ danh sách. Yasa của người nào? Nathi không có, không có hay là không còn. À, mình dịch xuôi trở lại đó là người nào không còn hay là không có yêu mến hay là quyến luyến trong toàn bộ danh sách. À, dịch theo tự là vậy đấy, xin thú vị. Ma di tăng sabba so nama nama rupasmin yassa natthi. Theo cái tiếng Việt mình sắp xếp kiểu vậy. Sự yêu mến trong toàn bộ danh sách của người nào không còn hay là không có.
Cái đoạn thứ ba chúng ta thấy có chữ chá, đây là liên từ và, chúng ta nên chúng ta dịch và. Ná là không ha, xô chá tí sầu khổ, và không còn sầu khổ hay là không có sầu khổ. Asatta, asatta, từ sự không tồn tại hay là không hiện hữu. Quê, thật vậy, xa, người đó. Y tí vút cho tí, xứng gọi là thích khu, tỳ kheo. Và đó là toàn bộ ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ Pháp Cú số 367. Kính tri ân sít sít Nhật Quỳnh đã hỗ trợ phần post bài đánh máy để bà con chư Phật tử chúng ta cùng theo dõi kịp được phần chiết nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ Pháp Cú số 367 này. Tiếp theo chúng con thành kính cung thỉnh chư Tôn Đức. Xin được kính mời quý bà, quý cô tu nữ cùng chư Phật tử chúng ta hướng về Tam Bảo để làm lễ tán dương, rồi cùng nhau bước vào học phần 2 và phần 3 của câu kệ. Arahang Samma Sambuddho Phakkawa Buddhang Phakkawantang Abhivademi. Svakato Phakkavata Dhammo Dhammang Namassami. Suppatipanno Phakkavato Savaka Sangho Sanghang Namami. Namaturatana Tayasa. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Phật Bảo là đứng toàn tri diệu giác vô lượng từ bi trí tuệ viên mãn, từ Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, Ngài là thầy cả của chư thiên và nhân loại. Giáo Pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng có công năng hướng thượng, có công năng ngăn trừ hoặc đoạn tuyệt được các căn bệnh phiền não. Những ai thực hành theo, ắt sẽ được sự lợi lạc. Tăng chúng là đệ tử của Đức Thế Tôn, các ngài đã đắc quả thánh hoặc còn phàm, các ngài thừa hành Như Lai sứ, tác Như Lai sự, là mô phạm của chúng sinh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Phước báo phát sanh do sự cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức Tam Bảo. Một cách tóm tắt này, chúng con thành kính cúng dường đến chư Tôn Đức Tăng. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử, nguyện cầu phước báo và chư thiên hộ trì quý ngài cùng quý vị được thân tâm an lạc trong suốt thời gian sinh hoạt Phật pháp. Tại râm Pháp Cú Kinh chuyên Pháp Cú Kinh, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị. Câu kệ Pháp Cú số 367 nằm trong phẩm Thích Khúc Quắc Gá phẩm Tỳ Khu. Được Đức Thế Tôn thuyết giảng khi ngài ngự tại Chê Tấu Quán Á, đề cập đến ông Bà La Môn Panh Chát Gá Đa Gia Cát. Đa Gia Cát là người cho, người bố thí, mà mình nói theo kiểu tôn trọng tí là người cúng dường. Người cho, người bố thí, người cúng dường đều đồng nghĩa, xin thưa quý vị. Chỉ khác đó là có cung kính, có tôn trọng hay là thiếu một chút thôi. Panh Chát Gá. Panh Chát Gá đó là năm loại cao thượng. Ác Gá đó là tối thượng, là cao thượng, là đỉnh. Năm loại cao thượng, tối thượng, đỉnh. Ông nào cũng cúng dường năm cái loại vậy đó. Và từ đó đó ông có cái biệt danh này là Panh Chát Gá Đa Gia Cát. Tương truyền rằng trong thành Rajagaha có một vị Bà La Môn. Ông ta thường cúng dường khi mới vừa gặt lúa xong.
đây là một thời đấy xin thưa quý vị. Rồi cúng dường trong khi mang lúa về nhà nè, đây là thời thứ hai. Cúng dường sau khi đập lúa xong, đây là thời thứ ba. Cúng dường sau khi đó mà bỏ lúa gì đó, gạo đó vào nồi, thời thứ ba, thời thứ tư. Rồi là cúng dường trong cái lúc mà mới vừa bới cơm ra bát, đây là thời thứ năm. Cúng năm thời vậy đó thì được gọi là panh chắc giác đa giác cả. Và vì Bà La Môn này nè thường cúng năm cái loại ha, kiểu cúng dường vậy đó, ông ta thường thường làm như vậy trong suốt cái cuộc đời của ông ta. Lại nữa nè, ông Bà La Môn này đó, nếu mà có thấy người đến xin vật thí đó, thì nếu mà chưa có cho người ta cái chi cả đó thì là ông ta chưa có ăn. Đó, do ông ta cúng dường vậy nè, rồi ông ta cho người ta kiểu vậy đó, cho nên người ta mới gán cho ông, đặt cho ông cái biệt danh là Panh Chát Gát Đa Giác Cát. Một hôm nọ Đức Phật thấy duyên lành của ông Bà La Môn này và vợ đó có thể chứng đắc được quả A-na-hàm, tức là trở thành người thánh, bậc thánh tam quả đó. Do đó đó ngài mới đi đến nhà ông Bà La Môn đó để khách thực vào cái giờ ăn của ông Bà La Môn này. Thì ngài đứng trước cái cửa nhà của ông ta đó, bây giờ ông Bà La Môn này đó, ông quay lưng ra ngoài và đang ngồi ăn ở bên cái cửa sổ, cho nên ông ta không có thấy được. Nhưng mà vợ của ông ta đó là nữ Bà La Môn thì đang hầu quạt cho chồng, để chồng ăn đó. Thì hầu quạt vậy đó là đứng quay mặt ra ngoài cửa sổ, thành ra đó nữ Bà La Môn thấy Đức Thế Tôn và bà nghĩ rằng cái ông Bà La Môn này đó là người rất là rộng lượng, thường hay bố thí vậy đó, bố thí cả năm thời vậy đó, cho nên cứ hễ mà gặp ai đó thì là ông cũng bố thí, và ông bố thí xong rồi đó thì là ông mới ăn. Nếu mà bây giờ ông Bà La Môn này ông bố thí cái vật thực này đến cho cái ông Sa Môn kia đó thì là mất công mình lại phải đi nấu lại ăn khác, mệt quá. Cho nên đó là bà ta cố tình không cho ông Bà La Môn này biết, đồng thời đó bà cũng đứng để mà che chắn như sau đó, để cho ông Bà La Môn đó đừng có thấy Đức Thế Tôn. Bậc đạo sư đứng yên hoài vậy đó, không có đi chỗ khác. Thì cái cô này đó, cái cô nữ Bà La Môn này đó mới khởi lên cái ý đó là làm sao đó mình có thể ra hiệu hoặc là nói nhỏ nhỏ đó để cho ông Sa Môn này ông đi chỗ khác đi. Cho mà ông đứng đây đó mà ông Bà La Môn này ông thấy đó thì là ông lại cúng dường cái vật phẩm, thực phẩm đang ăn thì mình cũng mệt. Đó, thì xin thưa quý vị đó là cô nàng này đó cổ mới lui lui ra đằng sau xa xa ông Bà La Môn tí và nói rất là nhỏ, xin thỉnh ngài đó hãy đi tế độ chúng sinh khác đi. Thì Đức Thế Tôn đó nghe và ngài lắc đầu, lắc đầu đó là tỏ ý đó là không, ta không có đi đâu, để ta tế độ cho cái ông Bà La Môn này xong rồi mới đi được. Và cái hành động lắc đầu đó đó khiến cho cái nữ Bà La Môn này đó không có chịu được, cho nên cười ré lên. Thì xin thưa quý vị đó, có thể đây cũng là một cái nhân, một cái duyên. Bậc đạo sư làm như vậy đó để cho cái cô này cổ phải to tiếng lên, từ chỗ đó đó mà đánh động đến cái ông Bà La Môn kia. Và nương theo đó đó, ngài phóng một cái hào quang, tức là tạo ra một cái luồng ánh sáng, tạo cái sự chú ý cho ông Bà La Môn kia. Vừa nghe tiếng cười của nữ Bà La Môn này, đồng thời thấy được cái ánh sáng đó đó, thì ông Bà La Môn kia đó, ông
quay ra thì ông thấy được Đức Thế Tôn. Cho nên ông mới nói với nữ Bà La Môn, ông nói này cô, sao cô không có nói với ta đó là có vị Thái tử đứng trước cửa nhà mình, cô đã làm tổn hại đến ta, cô đã tạo một cái nghiệp nặng rồi đó. Và rồi ông Bà La Môn đó liền mang cái bát vật thực mà mình đang ăn đó đó, xếp ra một phân nửa đem đến. Thưa Sambon Gotama, con cúng dường cả năm thời vật thí rồi mới dùng, nhưng mà con chỉ mới có dùng chút ít thôi. Thì đây là cái vật thực nó còn tinh khiết, cho nên xin ngài hãy từ bi thọ dụng cho con. Lúc đó Đức Thế Tôn ngài dạy, ngài nói này ông Bà La Môn, cái phần cúng dường đó thù thắng nhất cũng vậy, vật thực mà ngươi đã dùng rồi cũng vậy, tất cả đều thích hợp với Như Lai, dù chỉ là một vắt cơm thừa. Vì rằng này Bà La Môn, ta sống nhờ vật thực của người khác dân cúng, như là ngạ quỷ sống nhờ vào phước của người khác. Rồi nương theo đó đó, ngài mới ngâm cho ông nghe một cái bài kệ. Bài kệ này được các ngài hòa thượng như thế này: vị tỳ khu nhờ vật thực người khác nuôi dưỡng, được vắt cơm thù thắng hay là trung bình, hoặc là phần dư thừa cũng vậy, vị tỳ khu ấy không nên chê khen ngon dở. Mọi người tán dương vị ấy đó là bậc ẩn sĩ tịch mặc. Nghe với cái câu kệ này đó thì ông Bà La Môn khởi tâm tịnh tính rồi. Và suy nghĩ như thế này: thật kỳ diệu thay, vị Thái tử rực sáng ấy đã không nói rằng ta không cần vật thực dư thừa của ngươi ha, mà lại nói như thế. Ông hoan hỷ vô cùng. Thì liền đó đó, ông đứng tại cửa nhà và ông bạch hỏi Đức Thế Tôn rằng: thưa Sambon Gotama, ngài gọi đệ tử của mình đó là tỳ khu, vậy có bao nhiêu nguyên nhân được gọi là tỳ khu? Thì xin thưa quý vị, đó là Đức Thế Tôn ngài quan sát và ngài thấy rằng, ngài quan sát rằng cái pháp nào nè thì thích hợp cho cái ông Bà La Môn này. Và ngài xét thấy đó, cả ông Bà La Môn này lẫn vợ của ông ta đó, trong thời Đức Phật Cassapa đã nghe chư tỳ khu giảng giải về danh và sắc. Điều đó có nghĩa đó là hai vợ chồng của ông Bà La Môn này nè, đời xưa kiếp trước đó đã gieo cái hạt giống ở trong pháp bảo đó, mà pháp bảo đó đó là liên quan đến danh và sắc. Thành ra đó, bây giờ Đức Thế Tôn ngài làm sao đó để gợi mở, để tạo điều kiện cho cái hạt giống liên hệ đến danh và sắc đó đó, nó có cái cơ hội nó trổ quả. Do đó đó, ngài thuyết cái đề tài liên quan đến danh sắc cho hai cái người này. Thay vì ngài trả lời cho ông Bà La Môn kia đó là được gọi là tỳ kheo, thì tỳ kheo đó có bao nhiêu nguyên nhân, có mấy hạng vân vân vân, ngài không nói vậy. Ngài là thuyết cái đề tài liên quan đến danh sắc cho hai ông Bà La Môn này. Thì sau khi quán xét vậy xong, Đức Thế Tôn ngài mới nói rằng: này Bà La Môn, người vô dục vọng, không dính mắc trong trong danh sắc thì được gọi là tỳ khu. Xong cái ngài mới ngâm lên câu kệ: sappaso nama rupasmin yasanatthi mamajitang asatta chanaso chati sawe phikku tiu chati. Câu kệ này được ngài Hòa thượng Thích Minh Châu dịch kệ thơ năm chữ:
hoàn toàn đối danh sắc, không chấp ta của ta, không chấp, không sầu não, thật xứng danh tỳ khu. Và Ngài Hòa Thượng Giới Đức Ngài dịch là: không chấp ta và của ta, thân tâm thấy rõ chỉ là sắc danh, xa rời phiền não vô minh, người như vậy đấy thật tình tỷ kheo. À, còn khi nãy chúng tôi có dịch văn xuôi nữa. À, khi nãy chúng tôi dịch danh và sắc đó là: người nào không còn yêu mến hay là quyến luyến toàn bộ danh và sắc, và không còn sầu khổ từ sự không hiện hữu hay là không tồn tại. Thật vậy, người đó xứng gọi là tỳ kheo. Phải qua ba bản dịch này, đây là ba cái phần tham khảo để chúng ta hiểu rõ ý nghĩa ẩn chứa ở trong câu kệ Ba Ma Đức Thế Tôn Ngài giải. Bây giờ chúng tôi với quý vị cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa ẩn chứa ở trong câu kệ Bali này nè. Vậy ý nghĩa ẩn chứa trong câu kệ Bali này là như thế nào mà pháp thoại thì hai vợ chồng ông Bà La Môn đã chứng đắc được đạo quả A Na Hàm? Khi mà chúng ta đi tham gia các cái khóa thiền Vipassana đó, xin thú vị, hay là thiền quán đó, hoặc là quý vị đọc 16 tuệ minh sát đó. Thì ở trong đó đó, tuệ đầu tiên đó là gọi là tuệ phổ thông, tức là tuệ quán, là quán xét đó ha. Thứ hai đó là tuệ phân biệt rõ được danh và sắc, tức là cái nào là danh, cái nào là sắc. Rồi tới cái thứ ba đó, sau khi phân biệt thấy rõ được cái nào là danh, cái nào là sắc rồi, thì phải thấy cho được, phải nhận diện cho được danh đó nó sanh lên rồi nó diệt như thế nào, sắc đó nó sanh lên rồi nó diệt như thế nào. Thì lúc đó nó mới, mình mới được xem như là người đang tu thiền quán. Đang tu thiền quán là như vậy đó. Giờ thì từ cái chỗ này chúng ta thấy đó là mình tu thiền quán đó ha, thì là mình cũng phải làm như thế nào đó đó. Làm như thế nào đó, sư tu gì làm như thế nào, có nghĩa đó là mình học hành ra làm sao đó, để mà mình phải nhận diện cho, trước tiên đó phải nhận diện cho được cái gì là danh, cái gì là sắc. Sau khi nhận diện cho được cái gì là danh, cái gì là sắc rồi, bắt đầu mình mới quan sát theo dõi, để từ đó đó mà thấy được danh và sắc đó đó nó sanh lên, nó diệt đi ra làm sao. Thì bắt đầu mới dần dần dẫn đến là gì? Nhàm chán, sợ hãi này, rồi nhàm chán này, rồi xả ly nè. Thì bắt đầu đó mới tiến dần dần đến đó là đạo tuệ, quả tuệ mới phát sinh. Quan sát hay là thấy danh sắc đó, xin thưa quý vị, nó phải đi theo trình tự từ vậy đó, đến khi nào đạo tuệ quả nó phát sanh lên đó, thì đạo tuệ đó đó là đạo tuệ A Na Hàm, quả tuệ đó đó là quả tuệ A Na Hàm, thì mới trở thành được bậc thánh A Na Hàm. Chứ chúng ta không có thể hiểu hay là thấy một cách rằng rất là đơn giản rằng Đức Thế Tôn Ngài nói xong cái câu kệ này, cái ông hai ông bà La Môn đó trở thành bậc A Na Hàm đi.
nó phải đi qua một cái quá trình vậy đấy, xin thưa quý vị. Nhưng mà cái quá trình đó đó là tùy người, có thể là nhanh hay có thể là chậm. À, có người nhanh nhanh đến độ mà chỉ cần một vài sát na tâm thôi, đó thì người đã trở thành được bậc thánh A-na-hàm hoặc là A-la-hán rồi. À, còn có người đó xin thú quý vị đó là cả tỷ tỷ đại kiếp, chứ không có phải là một vài đại kiếp đâu. Cũng chưa chưa làm cho đạo tuệ, quả tuệ phát sanh lên. À, vậy thì trở lại vấn đề ở đây. Câu kệ này Đức Thế Tôn Ngài dạy đó là người nào mà không còn quyến luyến hay là yêu mến trong toàn bộ danh và sắc. À, thì trước hết đó là mình phải nhận diện nè, thấy cho được cái gì là danh, cái gì là sắc. Rồi quyến luyến yêu mến là sao? À, thì xin thưa quý vị, để hiểu rõ được cái câu kệ này đó, bà con chúng ta đó nên đọc cái bộ gọi là Yamaka, là bộ song đối ở trong tạng A Tỳ Đàm. À, và cụ thể đó là chúng ta nên đọc cái phần gọi là quẩn song, xứ song, giới song. À, nếu mà đọc thêm nữa đó thì là chúng ta có thể đọc qua là hành song, tâm song, pháp song. Thì ở trong cái bộ Yamaka đó đó dạy cho chúng ta biết. Quẩn xong đó là năm quẩn: sanh và diệt. Xứ xong đó là 12 xứ: sanh và diệt. Giới xong đó là 18 giới: sanh và diệt. Còn hành xong đó là ba hành: thân hành, khẩu hành, tâm hành, là hành sanh và diệt. Pháp xong đó là các pháp sanh và diệt. Tâm xong là các tâm sanh và diệt. À, thì khi mà nghiên cứu hay là đọc cái bộ này đó, điều trước tiên là chúng ta sẽ xác định được cái gì là danh, cái gì là sắc. À, thì bắt đầu nương theo ở trong cái bộ đó dạy cho mình biết đó là sắc sanh lên rồi diệt đi, danh sanh lên rồi diệt đi. À, vậy thì cái thân của chúng sinh đây nè, xin thưa quý vị, thân chúng sinh ở cõi ngũ uẩn đó thì nó bao gồm có hai, là phần danh và phần sắc, tức là phần vật chất và phần tinh thần hay là linh hồn. Thì nói gọn có hai vậy. À, nhập chia rộng ra tí đó là thành năm thì mình gọi là ngũ uẩn. Chia rộng ra tí nữa đó là 12 xứ. Chia rộng ra tí nữa là thành 18 giới. À, thì chia vậy đó mục đích đó là để cho chúng sinh để xin thưa gì, có cái điều kiện, cơ hội để nhận diện cho được cái gì là danh, cái gì là sắc. À, vậy thì sắc là cái gì xin thưa quý vị? Và danh là cái gì? Sắc là những cái gì mà mình có thể thấy được bằng mắt, nghe được bằng tai, ngửi được bằng mũi, nếm được bằng lưỡi, và đụng chạm được bằng biểu bì, tức là cái xúc giác của mình. À, thì cái đó là thuộc về phần sắc. Còn danh là cái gì mà mình không có thể thấy được bằng mắt, nghe được bằng tai, ngửi được bằng mũi, nếm được bằng lưỡi,
và cảm nhận được bằng xúc giác biểu bì, mà chỉ có thể đó cảm nhận, biết, hiểu bằng cái đầu óc của mình thôi, tức là bằng tâm, thì cái đó được gọi là danh. Mà nghe nói danh vậy đó nó hơi chung chung quá, cái thành ra đó là trong kinh đó Đức Thế Tôn ngài mới chia cái danh sắc đó thành năm, là năm quẩn hoặc 12 xứ hoặc 18 giới đó, thì là chúng ta dễ nhận diện ra hơn. Dễ nhận diện ra hơn. Để toàn bộ danh sắc ở đây đó mình hiểu đó, đó là cái thân mình đây nè. Đó mà chia gọn có 2 thì chia rộng ra thành 5, chia lớn lớn ra nữa là thành 12, chia lớn ra, nhỏ nhỏ ra tí nữa là thành 18. Dạ, thành 18. Thì ở đây đó chúng ta tìm hiểu 5 hoặc là 12 thôi. 5 là 5 quẩn. Là sắc quẩn, là thọ quẩn, là tưởng quẩn, là hành quẩn, là thức quẩn. Thì sắc quẩn đó là thuộc về phần sắc. Thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn đó là nó thuộc về phần danh. Thì thọ quẩn là gì, tưởng quẩn là gì, hành quẩn là gì, thức quẩn là gì, chắc bà con chúng ta đã biết rồi. Thì thành ra chúng tôi khỏi định nghĩa. Nếu mà bà con chúng ta muốn hiểu cho nó rõ nữa đó, thì cũng xin mời quý vị đọc cái cuốn Giá Mắt Cá đó. Ở trong đó cái phần định danh đó chỉ rất là rõ ràng. Sắc là sắc quẩn phải không nè, để minh định, xác định cho mình thấy rõ được cái gì mới thật là sự là sắc. Thọ là thọ quẩn phải chăng, hành là hành quẩn phải chăng, thức là thức quẩn phải chăng, là đại loại những cái câu hỏi như thế để xác định, chỉ định cho mình rõ cái nào nó ra cái đó, chứ nó không có lẫn lộn. Thì khi mà mình hiểu cái nào nó ra cái đó rồi đó, thì bắt đầu mình mới thấy được là cái đó nó sanh lên như thế nào, nó diệt như thế nào. Mỗi một loại vậy đó, nó sanh lên nó có cái điều kiện riêng của nó, chứ không thể là cái điều kiện của cái khác được. Đó là cái phần chúng ta xác định được cái gì là danh, cái gì là sắc, hoặc là cái gì là sắc, cái gì là thọ, cái gì là tưởng, cái gì là hành, cái gì là thức. Nếu mà chúng ta không có xác định được theo cái kiểu vậy đó, thì chúng ta sẽ nhận diện xác định theo kiểu 12, gọi là 12 xứ. Thì 12 xứ là gì? Là nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, ý xứ. Đây được gọi là 6 nội xứ. Nhãn xứ tương ứng với là sắc xứ. Sắc xứ, thinh xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ và pháp xứ. Nhãn xứ có đối tượng đó là sắc xứ. Dạ, sắc xứ. Vậy thì sáu nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ và ý xứ này được gọi là 6 nội xứ. 6 nội xứ này nó thuộc về phần danh. Còn 6 ngoại xứ đó, xin thưa quý vị, là 5 xứ rưỡi. Nó thuộc về sắc. Và nửa xứ còn lại đó là thuộc về danh. Tại sao chúng tôi nói vậy? Cái này bà con học ở trong cái bộ Giá Mắt Cá đó thì cũng sẽ nhận diện ra được. Sắc xứ nó thuộc về sắc. Sắc xứ, thinh xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ. Đây là đối tượng của năm giác quan, là bị con mắt thấy được, bị lỗ tai nghe được, bị lỗ mũi ngửi được, bị cái lưỡi nếm được và bị xúc giác mình là cảm giác, cảm nhận được. Cho nên nó thuộc về sắc pháp. Nhưng mà riêng pháp xứ đó, thì tại sao chúng tôi nói là một nửa? Dĩ nhiên chúng tôi nói vậy là đôi khi nó cũng hàm hồ đó, xin thưa quý vị, bởi vì chúng tôi không có cái khả năng để mà chia cái pháp xứ đó nó ra thành hai vậy đâu. Nhưng mà vì thấy rằng ở trong đó nó có một phần là sắc và một phần là danh, cho nên chúng tôi mới tạm nói là một nửa. Đó là pháp xứ đó, đó là cảnh ngũ đó nó trạng lại.
và ngoài cảnh ngũ đó ra. À, thì khi đó chúng ta đã, à, khi mà chúng ta đã xác định được cái gì là danh, cái gì là sắc vậy rồi. À, bước tiếp theo đó là mình phải thấy cho rõ, nhận diện cho rõ ràng được. À, sắc quẩn đó nó sanh ra rồi nó diệt đi. À, sắc nè, thọ quẩn nó sanh lên rồi nó diệt đi, tưởng quẩn nó sanh lên rồi nó diệt đi, hành quẩn nó sanh lên rồi nó diệt đi, thức quẩn nó sanh lên rồi nó diệt đi. Thì ở đây chúng tôi mới xin được hỏi quý vị nè ha, sắc quẩn nó sanh lên đó là có điều kiện của nó hay là do cái ý muốn ước muốn của mình? À, giờ thử hỏi bà con ha, chứ bà con muốn thấy chúng tôi đã thấy được không? Như vậy điều đó là, điều đó có nghĩa là cái gì? Bản thân của chúng tôi đó ha, cảnh sắc. Cái thân xác của chúng tôi đây nè là cảnh sắc. À, đối với cái con mắt của quý vị. À, mà để cái cảnh sắc này nó sanh lên làm đối tượng cho cái con mắt của quý vị đó, ngay lúc này nè, thì có được không? Không thể, không được. Điều đó có nghĩa rằng, à, sắc, sắc quẩn đó, hoặc là sắc xứ đó đó, nó sanh lên, nó cũng tùy thuộc vào cái điều kiện của nó. Dạ, chứ giờ chứ không có có tùy thuộc vào ước muốn ý muốn của một ai cả. À, giờ chúng tôi nói gọn lại đi là năm giác quan đi. Bây giờ thử hỏi bà con chư Phật tử chúng ta, chứ giờ mà mình muốn thấy nè, là mình thấy được liền không? Hay là nó phải tùy thuộc vào điều kiện? Mình muốn nghe đó, mình có nghe được liền không? Hay là mình phải tùy thuộc vào điều kiện? Mình muốn ngửi là mình ngửi được liền không? Hay là nó tùy thuộc vào cái điều kiện? Mình muốn nếm vị đó, muốn ăn cái gì đó, muốn uống cái gì đó là có làm được liền không, hay là nó phải tùy thuộc vào điều kiện? À, mình muốn xúc giác, xúc giác là đụng chạm mặt này, hoặc là nằm này, hoặc là gió thổi gì gì đó, thì mình có muốn cái là được liền không, hay là nó cũng phải tùy thuộc vào điều kiện? Xin thưa quý vị, nó phải tùy thuộc vào điều kiện. Giờ mình muốn thấy này nha. À, thì cái thấy đó nó phát sinh nên phải có điều kiện. Nếu mà nói theo 8 giới này nha, à, xin lỗi, nói theo 18 giới này nha, thì nó phải có cảnh nè. Đó, rồi nó phải có nhục nhãn nè. Rồi nó phải có nhãn thức, nhãn thức. Ba cái chất này nè, xin thưa quý vị, phối hợp lại, kết hợp lại thì cái thấy mới được hình thành. Các pháp phát sinh lên do nhân duyên là như vậy đó, xin thưa quý vị. À, chứ không phải là nó do ước muốn bất kỳ một ai. Giờ giả sử như có một người nào đó mù đó, thì thử hỏi bà con người ta muốn thấy có thấy được không? Không thể. Chứ không thể. Bởi sao à? Vì lúc đó các cái điều kiện này nó không có đủ. Chỉ có cảnh sắc. À, có thể người đó có tâm nhãn thức. Nhưng mà là cái gì? Người đó không có nhục nhãn. Tức là không có cái thần kinh nhãn. À, thì thà làm sao cái thấy đó, đó nó phát sinh lên được. À, và rồi nữa nè, có một cái vấn đề khác nữa. Đó là thử hỏi bà con chư Phật tử chúng ta, chứ à, con mắt của chúng ta đã có giống nhau không? Ở đây chúng tôi đang nói về con mắt nhục nhãn đó. Có giống nhau không? À, xin thưa quý vị, không giống nhau. Không có giống nhau đâu. Ở trong room của chúng ta hiện giờ có 29 người nè, mà chúng tôi dám xác định đó là 29 cái đôi mắt này khác nhau. À, tại sao có cái sự khác nhau vậy ạ? Xin thưa quý vị, mắt, con mắt của mình đó được gọi là nhục nhãn, gọi theo từ
chuyên môn đó là thần nhãn, thần kinh nhãn, gọi theo từ chuyên môn của Phật học đó là thần kinh nhãn. Sắc thần kinh nhãn này nó là loại sắc nghiệp do tạo. Và Đức Thế Tôn ngài nói là mỗi chúng sinh có một cái nghiệp riêng, không ai giống ai cả. À, cái nghiệp riêng này đó chúng ta không có thể nào xác định định đoạt được. Bởi sao? Vì mình đã luân hồi từ vô thủy cho tới giờ rồi. À, mình đâu có biết từ vô thủy luân hồi cho tới giờ đó là mình tạo cái loại nghiệp gì. À, có bao nhiêu nghiệp tốt đẹp liên quan đến con mắt, có bao nhiêu nghiệp không tốt đẹp liên quan đến con mắt. Thứ nhất là mình không có hiểu được nè. À, cái loại nghiệp nào là tốt đẹp? Rõ ràng tốt đẹp cho con mắt nè, rõ ràng không tốt đẹp cho con mắt nè, mình không có biết. À, và rồi mình đã tạo những cái loại nghiệp nào mình cũng không có biết. À, chính vì cái chỗ đó cho nên bây giờ cái con mắt của mỗi người đó là khác nhau, không có giống nhau đâu, xin thưa quý vị. À, đồng loạt tuổi giống nhau 18 tuổi. À, thì xin thưa quý vị cái con mắt nó cũng không có giống nhau. À, chứ đừng có nói chi tới đó là chênh lệch tuổi. À, thì cái con mắt đó nó đã là khác nhau nữa rồi. Đó thì cái khác nhau đó đó là dựa trên yếu tố của nghiệp. À, thì khi mà nó khác nhau vậy thì bắt đầu dẫn đến cái chỗ là gì xin thưa quý vị? Có người đó thì thấy rõ, có người thấy không rõ, có người thấy xa, có người thấy không xa. À, con mắt chúng ta liên hệ đến lỗ tai, lỗ mũi, cái lưỡi, xúc giác cũng vậy. Độ nhạy cảm khác nhau. Khác nhau đó nó là do yếu tố nghiệp quá khứ nó tác thành mắt, tai, mũi, lưỡi, thân của người đó. À, và rồi khi con mắt thấy cảnh sắc, lỗ tai nghe tiếng, lỗ mũi ngửi mùi, cái lưỡi nếm vị nè, thân này nè, xúc chạm động chạm, nó là tùy thuộc vào điều kiện. À, chứ nó không có phải là tùy thuộc vào cái ước muốn của mình. Thì từ cái chỗ đó đó, từ cái chỗ đó mà dẫn đến nè ha, khiến cho mình đó có cái sự quyến luyến yêu mến. Dạ, có cái sự quyến luyến yêu mến hoặc là không có quyến luyến yêu mến. Thì quyến luyến yêu mến là sao xin thú gì? À, là vì mình sinh ra mình có cái con mắt bồ câu đẹp quá. À, thấy nó rõ ràng, nó sáng lạng quá. À, còn cái lỗ tai của mình đó là cái lỗ tai hình thức đó, nó cũng đẹp quá. Nghe đó thì nó rất là rõ ràng, nghe xa nữa. À, cái lỗ mũi của mình cũng vậy, cái lỗ mũi hình thức đó thì là dọc dừa rất là đẹp. Rồi ngửi nó rất là thính. À, cái lưỡi của mình đó thì nó đều, nó dài rất là đẹp. Đây là lưỡi hình thức. Rồi nếm vị nó rất là nhảy. À, làn da của mình đó thì là láng mịn vàng óng nè. À, rồi cái độ mà xúc giác đó nó cũng hoàn hảo. À, thì từ cái chỗ đó dẫn đến, xin hỏi bà con chứ mình có thích không, có yêu mến không, có quyến luyến không, có quá đi chứ. Bà con chúng ta nhớ bà Hoàng hậu Khe Ma không? À, hoặc là cô Hoa hậu Kalayani, là cô Hoa hậu Kalayani là em của ngài Nanda. À, thì ở trong kinh nói cho mình biết đây là hai mỹ nữ. À, thì được gọi là mỹ nhân mỹ nữ hay là Hoa hậu, đó là người phải nói là đẹp. À, đẹp có nghĩa là gì? Cái con mắt của người ta cũng đẹp, lỗ tai của người ta cũng đẹp, cái lỗ mũi của người ta cũng đẹp, cái miệng lưỡi của người ta cũng đẹp, da dẻ phọt dáng của người ta cũng đẹp. À, thì từ cái chỗ mà đẹp đó bắt đầu người ta mới có sự là
yêu mến là lục biến biến. À, nhưng mà rồi thử hỏi bà con chứ, người không đẹp đâu thì có sự yêu mến quyến luyến không? Có nha. Đẹp quyến luyến yêu mến theo kiểu đẹp, không đẹp yêu mến quyến luyến theo kiểu không đẹp. À, thì tại sao có cái sự yêu mến quyến luyến, à, yêu mến quyến luyến vậy à? À là vì do đó, xin thưa quý vị, họ không có hiểu ra. À, họ không có hiểu ra được đó. Cái con mắt này nè, lỗ tai này, lỗ mũi này, cái lưỡi này nè, cái thân này nè, đây là sắc pháp, là sắc nghiệp, do nghiệp nó tạo. À, do nghiệp nó tạo. Bây giờ mà nó đẹp đẽ đó, nó hoàn hảo đó, là vì do đời xưa kiếp trước đó mình đã tạo cái nghiệp liên quan đến sắc này nè, mà hoàn hảo tốt đẹp, cho nên đời này kiếp này mình sanh ra mình mới có được một cái dung sắc tốt đẹp hoàn hảo hơn người ta. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa đó là cái con mắt, cái lỗ tai, cái lỗ mũi, cái lưỡi, cái thân này nè, không phải lúc nào đó mình cũng xài nó. Mặc dù mình có con mắt nhưng mà không phải lúc nào mình cũng thấy, xin thưa quý vị. Mình có cái lỗ tai không phải lúc nào mình cũng thấy, à, cũng nghe. Mình có cái lỗ mũi không phải lúc nào mình cũng ngửi. Có cái lưỡi không phải lúc nào mình cũng nếm. Có cái thân này không phải lúc nào mình cũng đụng chạm. Mà mình sử dụng đến nó khi nào hội đủ điều kiện. Có cảnh sắc vô thì mình mới sử dụng con mắt. Có âm thanh đi vô thì mình mới sử dụng đến cái lỗ tai. À, có cái mùi vị đi vô đó thì mình mới sử dụng đến cái lỗ mũi. À, mình ăn uống nếm vị đó thì lúc đó mình mới sử dụng đến cái lưỡi. Mình đụng chạm xuống giường ngồi nè, gió qua nè, nắng nóng lạnh gì đó, thì mình mới sử dụng đến cái xúc giác. À, chứ còn đó không, đó là mình không có sử dụng. Và một khi đối tượng mà nó đã đi vào năm cái giác quan này nè, thì dù cho mình có muốn hay là mình không có muốn đi nữa đó, xin thưa quý vị, thì cái tâm thức hay là cái danh đó, nó cũng khởi lên để nó biết cái cảnh đó. Và để nó biết cái cảnh đó, ngoại trừ đó, à, mình có được một cái khả năng định tâm mà có thể nói đó là mạnh đó, thì mình mới có cái khả năng là đóng nó lại. Đóng đi cửa mắt, đóng đi cửa tai, đóng đi cửa mũi, đóng đi cửa lưỡi, đóng đi cửa thân này, chỉ còn giữ lại cái cửa ý thôi. À, thì với những người có cái khả năng đóng được năm cửa này, chỉ giữ lại được một cửa đó, đó là người đó phải là người đang nhập định. Dạ, người đang nhập định đó, xin thưa quý vị. Tức là nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, tới phi tưởng, phi tưởng, xứ thiền, hoặc là thánh quả định, hoặc là diệt thọ tưởng định. Đó thì lúc đó người đó mới có cái khả năng đóng lại các cái cửa này. À, chứ còn không đó là khi đốt nó vô thì các cái cửa này nó cũng vẫn cứ phải làm việc vậy. Điều đó có nghĩa đó là mình không có làm chủ được. Và mình không có làm chủ được. À, và rồi nữa nè, mình không thể nào ước muốn thích thú chỉ thấy không thôi, mà không có nghe, không có ngửi, không có nếm, không có đụng chạm. Hoặc là chỉ nghe không thôi mà không thấy, không ngửi, không nếm, không đụng. Không thể. Và mình không có được cái khả năng đó. Và điều đó có nghĩa là gì ạ? À, nãy giờ chúng tôi nói với quý vị danh sắc phân theo kiểu 2 năm rồi là gì đó 12, 18 ha. Giờ chúng tôi nói sâu vô đó là chỉ nói đến có 5 căn thôi. Đó là con mắt nè, lỗ tai nè, lỗ mũi nè, cái lưỡi nè và cái thân thôi. Đây là những thứ mà chúng ta dù cho có học A Tỳ Đàm hay không học A Tỳ Đàm đó, khi nói gì chúng ta cũng có thể cảm nhận, thấy được, nhận diện ra được. À, vậy thì từ cái chỗ mình đây chúng tôi phân tích đó, quý vị thấy
con mắt, lỗ tai, cái lỗ mũi nữa, cái lưỡi này, cái thân này. À, nó hoạt động có cái điều kiện riêng biệt của nó. Nó hoạt động có cái điều kiện riêng biệt của nó và là cái gì? Nó thay đổi liên tục. À, thì nó thay đổi liên tục đó đó. Xin thưa quý vị, có theo ước muốn của mình không? Không. Từ cái chỗ đó đó mà dẫn đến là gì? Mình có nên cho rằng này, ha, con mắt này là mình không? Lỗ tai, lỗ mũi, lưỡi, thân này nè là của mình không? Không. Bởi sao à? Nếu là của mình bỏ nó trong túi rồi, mình bắt nó làm gì nó phải làm đó. À, mình bắt nó là mắt, mày phải nhìn thấy xa cho tao. Mắt, mày thấy cho tao chứ cái lỗ tai kia mày không được nghe. Nhưng mà xin thưa quý vị, nó đâu có nghe lời đâu. Yeah, nó đâu có nghe lời đâu. À, mình cứ hoạt động theo cái điều kiện của nó vậy. Và chính vì cái chỗ đó ha, vì mình không có hiểu ra vậy đó, cái thành ra mình mới có cái sự yêu mến quyến luyến. Vì mình không có thấy ra vậy, cái thành ra mới dẫn đến cái chỗ là gì? Mình cho rằng đó, thân này là mình nè, con mắt này là mình, lỗ tai này là mình, mũi mình, lưỡi mình, thân này là của mình, cho nên đó là tôi thấy, tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm, tôi đụng. À, nhưng mà kỳ thực ra đó là thấy nghe người ném đụng đó, nó có cái gì có tôi ta trong đó không? Xin thưa gì vậy, chúng tôi phân tích rồi. Phát sanh lên do nhân duyên. Cái thấy đó đó, nếu nói theo 18 giới thì nó phải đủ ba chất, là nhãn, là sắc, sắc chất, rồi là cảnh sắc nè, thần kinh nhãn nè, và tâm nhãn thức. Ba cái yếu tố này, ba điều kiện này nó hợp lại với nhau thì cái thấy mới phát sinh lên được. À, chứ không phải là cái thấy đó nó tùy thuộc vào bất kỳ ý muốn của một ai cả. Nhưng mà vì do mình không có hiểu, không có thấy ra được vậy, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là cái thấy nó phát sinh lên hội đủ nhân duyên, hội đủ ba điều kiện vậy đó. Ba điều kiện đó mà khiếm khuyết, hoặc là ba điều kiện đó không có hội đủ thì cái thấy đó nó sẽ mất đi. Chứ cái thấy đó nó không có tồn tại vĩnh viễn được. Mình không có thấy điều kiện để cho cái thấy đó nó phát sinh đền, mình cũng không thấy điều kiện để cho cái thấy đó nó mất đi. Và nó mất đi, không hiểu không thấy vậy, thành ra mới dẫn đến đó mình cho rằng mình thấy, hoặc là nghe, hoặc là ngửi, hoặc là nếm, hoặc là đụng. Thì với những ai đó, xin thưa quý vị, thấy ra nè, hiểu ra nè, nhận diện ra, cái thấy này nó sanh lên. Nó sanh lên á, nó có, nó xuất hiện, nó có mặt đó, là do có đủ ba yếu tố đó. Rồi ba yếu tố đó đó nó mất đi, hoặc là nó khiếm khuyết đi, thì cái thấy này nó không còn nữa. Nó thay thế bằng cái nghe, hoặc là cái ngửi, hoặc là cái nếm, hoặc là cái xúc chạm, hoặc là suy nghĩ. Thấy là mình đã thấy được tính sanh và diệt của danh sắc đó, xin thưa quý vị. Mình xác định thấy rõ được cái gì là danh, cái gì là sắc rồi, rồi bắt đầu mình thấy cái điều kiện mà nó hội đủ, nó sanh lên vậy, thì đó là danh sắc nó sanh. Rồi cái điều kiện đó nó bị khiếm khuyết, nó mất đi, thì cái danh sắc đó nó diệt. Do nó diệt. Mình tập dần vậy để mà mình hiểu, mình thấy ra. Đó, thì lúc đó đó, dần dần đó mình thấy, ồ thì ra hồi đó giờ mình nói mình thấy, nhưng mà thì thật ra đó, đâu có phải là mình thấy đâu. Nếu mà mình nói rằng mình thấy nè, mình làm chủ cái thấy đó đó, mình làm chủ cái nghe, mình làm chủ cái ngửi, mình làm chủ cái nếm, mình làm chủ cái đụng, mình làm chủ cái suy nghĩ đó đó. Vậy tại sao mà mình muốn thấy quá trời cái nhưng mà mình đâu có thấy được đâu. Mình muốn nghe quá trời thứ luôn mà mình đâu có đâu. Mình muốn ngửi quá trời mùi luôn mình đâu có ngửi được.
Mình muốn nếm đủ thứ sân hạ vị luôn, mình đâu có nếm được. À, mình muốn xúc chạm mê mai nè, mà cũng đâu được. Mình muốn suy nghĩ viễn vông, mà cũng đâu có thỏa. À, cũng đâu có thỏa. À, điều đó có nghĩa là gì? Là mình không có làm chủ được cái tâm của mình đã, xin thưa quý vị. Mình không có làm chủ được cái tâm của mình. À, mà nó phát sanh lên hoặc là nó diệt mất riêng, nó tùy thuộc vào cái điều kiện riêng đặc thù của nó. À, thì khi nào đó mà mình nhận ra, mình thấy ra, mình hiểu ra rõ ràng vậy đó, thì thử hỏi bà con Phật tử chúng ta, chứ mình còn có cái ý niệm khái niệm chấp rằng, chấp chặt á, con mắt này là ta, lỗ tai này là con mắt này là của ta, ta đơn giản là ta thấy, ta nghe, ta ngửi, ta nếm, ta đụng nó. À, mà lúc đó mình sẽ hiểu theo cái kiểu gọi là nhân quả. Nhân quả. À, khi nào có đối tượng con mắt nó đến rồi, buộc lòng mình phải thấy. Mình muốn hay là mình muốn gì mình cũng vẫn cứ phải thấy. Đối tượng thanh nó đến, mình muốn gì mình vẫn phải nghe. Giống như giờ chúng tôi đang ngồi trong phòng em ru bù rù vậy ha. Đó, cái tiếng chó sủa ngoài kia kìa, là chúng tôi phải nghe. Dù chúng tôi không có muốn thì cũng vẫn cứ phải nghe. À, cơ hội đủ duyên vậy là các pháp nó sanh lên vậy đó. À, thì mình hiểu ra được vậy đó thì là mình không có buồn, không có sầu. À, cái âm thanh đó nó phát sanh lên gì? Nó hội đủ điều kiện. À, nó hội đủ điều kiện. Thì mình biết đó là âm thanh thú. À, thì lúc đó là tập vậy đó, dần dần là bắt đầu đó là mình giảm dần đi sầu muộn sầu khổ. Mà sầu muộn sầu khổ nó giảm đó thì là sự yêu thích, là sự ái luyến nó cũng giảm. Hoặc là sự yêu thích, sự ái luyến nó giảm thì dẫn đến sự sầu muộn sầu khổ cũng giảm. Đó, với người mà quan sát để thấy ra được cái gì là danh, cái gì là sắc vậy. Rồi thấy ra được danh sắc đó nó sanh lên, nó diệt đi như thế nào. À, từ chỗ đó dẫn đến không còn chấp cho rằng tôi thấy, tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm, tôi đụng chạm. Hoặc là gì? Con mắt này là của tôi, lỗ tai này là của tôi, lỗ mũi này là của tôi, cái lưỡi này là của tôi, cái thân này là của tôi. À, từ chỗ đó dần dần dẫn đến đó, là sống theo kiểu tùy duyên thuận pháp. Và với người đó mà đã sống theo kiểu tùy duyên thuận pháp đó, thì không có cái chi để mà phải sầu, không có cái chi để mà quyến luyến được. À, thì tỳ kheo là vậy đó, xin thưa quý vị. Ở đây ý nghĩa tỳ kheo này, ý nghĩa tỳ kheo ở đây đó, ở cái câu thứ ba đó là không còn hiện hữu đó, là không còn. Thì tỳ kheo ở cái câu kệ này là ám chỉ cho vị vô dư y niết bàn. À, vô dư y niết bàn thì mới không còn hiện hữu, mới không còn tồn tại. Dạ, câu kệ này Đức Thế Tôn ngày giảng hướng đến đó là vô dư y niết bàn đó, xin thưa quý vị. Nhưng mà trong hai vợ chồng Bà La Môn này chỉ chứng đắc đến được đạo quả A Na Hàm thôi. À, vừa qua cái câu kệ này đó là ước mong là chúng tôi cũng như bà con chư Phật tử chúng ta thường xuyên quán chiếu quán sát về cái thân này, để tùy theo cái khả năng của mình để thấy được cái gì là danh, cái gì là sắc. À, hoặc là thấy được cái gì là sắc quẩn, cái gì là thọ tưởng hành thức quẩn. À, hoặc là để thấy được cái gì là nội xứ, cái gì là ngoại xứ. À, hoặc để thấy được cái gì là một trong 18 giới. À, qua đó, đó rồi tiếp tục quan sát để thấy được cái năm quẩn,
12 xứ, 18 giới, hoặc là nói gọn lại danh sắc đó đó, nó sanh lên, nó diệt đi như thế nào. Từ đó dần dần dẫn đến mình giảm bớt đi tham, giảm bớt đi sân. Và đến một lúc nào đó, đó mình sẽ không còn tham, không còn sân nữa. Thì lúc đó mình được giải thoát. Nếu mà chưa được giải thoát đó thì xin thưa quý vị, khi mà mình tập vậy đó, thì tức có nghĩa đó là mình đang gieo những cái hạt. Rồi đời sau kiếp khác đó, khi mình sanh ra mình gặp Phật, hoặc là hậu thời Phật đó, mình gặp thánh chúng đó, thánh chúng gợi mở lại những cái đề tài tương tự vậy nè, thì là điều kiện thích hợp để cho những cái hạt mà ngày nay mình đang gieo này nè, nó được đổ quả. Ước mong tất cả chúng ta sẽ thành tựu một cuộc tu ở trong một ngày sau. Chấm dứt thời giảng với đề tài là câu kệ pháp cú số 367 tại đây. Phước báo phát sanh do sự giảng pháp này, chúng con thành kính cúng dường đến chư tôn đức tăng, cầu mong các ngài được an vui trong đời sống phàm hạnh. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử, mong quý vị hành thông trong đời sống được tiến hóa ở trong Phật pháp. Phước báo khác xin được hồi hướng đến tất cả chư thiên trong ba cõi, nhất là các vị có đại quả lực, đại thần lực, chư thiên hộ trì Phật pháp, chư thiên ngự tại chùa chúng tôi đang ở, cầu mong chư thiên tùy với phần phúc này để được an lạc nơi cảnh giới chư thiên, rồi xin chư thiên hộ trì Phật pháp được bền vững, hộ trì chúng sanh đồng tiến hóa an vui. Nam mô Bụt Tha Giác. Dạ, sa thú chúng con kính tri ân Đại Đức Minh Mẫn đã giảng bài học số 367 ngày hôm nay cho chúng nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Đại Đức. Và con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn nguyện phước báo. Và con kính dân mít đến sư. Tất cả các báo an có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai của chư tăng các sư an lạc thịnh thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Và sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Minh Mẫn cùng chư Tôn Đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giơ bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng, kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Gia đê quá ta san ti quý hà ra hoa si ni thụ bê ga rê bi ga rê tạ hình ta tham ma đa đê na pa văn tu vô chi ta so thiên ca ron tê tha vi ha ra măng đa lê thể ra cha ma cha na qua ca cha vít kha vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đê sa ni ga ma cha ít sa ra Sapana puta sukhita pawan tu te Chala mu cha ye pi cha anda sampawa Samseda cha ta tha vo papatika Niya ni kang dhamma wa rang batit cha te Sape pi dukha sakarantu sangha yang tha tu chi răng xá tăng thẩm mô thẩm ma tha ra cha put ga la sang khô hô tu sa mắc vô vá a tha ya cha hi ta ya cha âm hê ra kham tu sắc thẩm mô
sappe pi dhamma carino uttim sampavu niyama dhamma riya pa we di te. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý Phật tử.